Chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ hai bạn Thu Hằng và Kim Anh với một ca khúc rất dễ thương, Em đi trên cỏ non. Thu Hằng, một cô bé có gương mặt dễ thương, một thân hình mũm mĩm sẽ song đấu với Kim Anh, một cô bé mảnh khảnh nhưng vô cùng duyên dáng. Cả hai tuy có sự chênh lệch về ngoại hình, nhưng đây sẽ là màn kết hợp hấp dẫn và gây cấn. Phù sa
Chúc mừng hai con. Hai bạn đã hoàn thành phần thi của mình rồi. Còn Hằng á, có ai nói với con là con giống như một cái hạt mít không? Dạ không. Bây giờ thì bà cô là người đầu tiên nói với con điều đó. Giận hả? Dạ không. Đâu giận đâu phải không? Dạ không. Ờ, dễ thương mà, trời, hạt mít là dễ thương lắm á. Rồi bây giờ mình nghe ban giám khảo. Vậy hoài sao tôi chịu nổi đây. Bây giờ mình nghe ban giám khảo nhận xét về tiết mục ngày hôm nay của hai bạn nha. À, chú nhớ ra rồi. Đây bà Thu Hiền hồi chưa đi hát. Nhớ không? Đúng không? À, đúng bà, lúc bà chưa đi hát chừng này chưa? Nhỏ hơn nữa. Là 8 tuổi. Chắc bà Thu Hiền đi hát hồi 4-5 tuổi đúng không? 6 tuổi đấy. Nhưng mà đấy chính xác là hình ảnh Thu nhỏ của bà Thu Hiền trước khi ngày xưa đấy. Hôm nay á, thực ra là ở tuổi của bé Hằng ấy, hát những nốt cao thì dễ nhưng mà nốt thấp thì khó. Mà hôm nay Hằng lại hát rất nghe rất rõ luôn, rõ ràng luôn, to và rõ. Chỉ có một điều là chú phê bình con nha, mặc dù chú ngồi dưới này chú ra hiểu con rồi. Trời ơi, lần trước á, chú còn nhớ con hát một bài Huế, trời ơi, dễ thương cái sợ luôn, đẹp vậy đó, xinh vậy đó. Mà hôm nay con ra xuống mặt con á, buồn quá, ngầu nghiêm quá, không có cười miếng nào hết. Mặc dù dưới này chú ra hiểu, cười đi. Không cười chưa hả? Sao vậy? Sao hôm nay con có chuyện buồn gì vậy? Dạ tại vì con nghĩ lạ, con cười, con á, mặt con ghê lắm. Ai nói trời ơi, thích cười là dễ thương chứ. Cười dễ thương. Ai nói với con là con cười ghê? Ai nói? Dạ mấy bạn con. Đâu bạn con là đứa nào dám nói con cười ghê? Đó, cười đẹp ghê hồn luôn á. Nha, con nhớ với lại cái bài này á, là một cái bài mà nó không có gì để buồn cả. Bài đấy dễ thương luôn. Có một chút xíu này nữa này. Rồi. Cô có biết con ấy là con hát xong một cái thì con cứ từ từ con để con micro xuống, con hát xong cái con để xuống đây luôn. Giống như kiểu như mình hát khoán xong á, xong cái câu của mình xong lại nhảy về đây luôn. Nó cứ kiểu như xong nó lại về đây giống như kiểu nó hơi. Chị biết xong vì thuộc bài quá mà, thuộc bài quá thấy rõ luôn. Dù cái nón nằm đoạn nào mà biết đưa cái nón là đưa trước bạn cái bộ này đưa nón này đó. Đưa mấy con rô này. Cứ bình thuộc thường bài ghê lắm. Đúng không? Nhá, chút xíu thôi. Rồi chúc mừng hai chị em. Thôi bây giờ cười cái nhớ chưa? Nào? Bà Thu Hiền nhớ chưa? Không để mặt này giống như lúc mà make up bị hư á, đó. lúc nãy vậy đó. Mời ba cười nè, mời ba cười. Cười mình trời, cười không dám cười bình thường á. Nghe nè, con mà cười như vậy là bị trừ điểm. Nó không có tự nhiên mà mấy cô chú nhăn răng ra trừ điểm nữa. Con cười tươi như chị Kim Anh vậy đó. Chị Kim Anh rất là cười tươi, cười rất là tươi. 1, 2, 3 nè, đẹp nè, đó vui đó. Vậy là đẹp nè, nhớ cười tươi nha. Rồi cảm ơn tụi con. Dạ, con cảm ơn ban giám khảo. Kết quả cuối cùng được thống nhất ý kiến từ ba vị giám khảo Thu Hằng và Kim Anh. Thu Hằng và Kim Anh đã mang đến một không khí vô cùng dễ chịu với tiết mục Em đi trên cỏ non. Nhưng liệu sự cố gắng của hai em có chinh phục sự khó tính của ban giám khảo? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Kết quả cuối cùng được thống nhất ý kiến từ ba vị giám khảo Thu Hằng và Kim Anh. Các bạn sẽ tạm biệt chương trình ở phòng thi này. Hy vọng là một ngày nào đó, cô Ốc cũng như là ban giám khảo và tất cả quý vị khán giả ở đây sẽ được gặp lại Thu Hằng và Kim Anh. Dạ. Vẫn dễ thương như thế này, vẫn hát hay như thế này, được không con? Dạ. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Thần Tượng Tương Lai. Con cảm ơn ban giám khảo. Con cảm ơn. Cảm ơn tụi con. Rồi, cảm ơn hai chị em nha.